Hai Bảy Châu xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của Bảy Châu. Và hôm nay thì Bảy Châu sẽ dẫn cả nhà mình đi tham quan chùa Gò Kén và tòa thánh ở tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Và đây là chùa Gò Kén nha các bạn. Và mình đi tới nơi thì tầm cũng hơn 10 giờ cho nên thời tiết lúc này thì rất là nắng nóng các bạn. Và cũng có đường múa lân nha các bạn, nhưng mình vào trở thì cũng mới múa xong. Và bây giờ mình sẽ vào cổng nha các bạn. Nơi đây thì khuôn viên của chùa Gò Kén thì rất rộng lớn nha các bạn, có bãi xe ô tô này. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong, mình sẽ quay cho cả nhà mình xem cái khuôn viên của chùa đẹp như thế nào nha. Và lúc này thì du khách đến đây rất là đông luôn các bạn. Thì đến nơi đây thì các bạn có thể tham quan, check in ha. Các bạn có thể là cầu cho gia đình mình một năm mới bình an và hạnh phúc. Và mình thấy năm nay thì chùa Gò Kén thì trang trí rất là đẹp luôn các bạn. Rộng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới và mình sẽ qua cái cầu nha các bạn. Ở bên này thì nó có một cái hồ rất là rộng luôn, và nó có ba cửa các bạn, ba cửa để mình lên cầu mình vào Phật Bà nha các bạn. Đó, đây là tượng Phật Bà Vân Âm rất là to, rất là cao luôn các bạn, rất là đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ quay khuôn viên của cái hồ cho các bạn xem nha. Đây thì chụp hình rất là đông. Rồi bây giờ mình sẽ lên cầu nha các bạn. Và du khách có đến đây thì các bạn vào thắp hương ha. Bên trong các bạn rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ vay vào bên hông ha, mình vay cá cho các bạn xem nha. Và ở dưới hồ thì nuôi rất là nhiều cá luôn các bạn, có cá trê nè, cá lóc các bạn, và những con rùa, con ba ba các bạn, đó rất là nhiều luôn các bạn. Ôi lên quá trời luôn nè, kem 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 giờ này con.
chưa? Đồ nó có ăn kìa. Con lên mát hơn nè. Con được chú bay đó ơi. Đã lắm nè Trang. To quá trời ơi. Cá trắng nha, màu trắng. Rồi bây giờ mình sẽ qua ở bên chùa Tòa Thánh nha các bạn. Và chùa Gò Kén thì nó cũng gần với Tòa Thánh, cho nên mình cũng ghé qua Tòa Thánh luôn. Và đây là những chú khỉ ở trong chùa Tòa Thánh nha các bạn, ở trong cái vườn cây các bạn. Rất là nhiều. Các bạn nhìn cái chú khỉ này này, rất là dạng luôn. Và các bạn đến nơi đây thì các bạn muốn xem khỉ thì rất là nhiều luôn á các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có chọc chúng nha. Cho chúng ăn thì được chứ đừng có chọc. Chọc thì nó sẽ cắn các bạn đó ha. Đó, bé mới cho nó ăn bí á các bạn. Này bây giờ này, bây giờ các bạn nhìn này. Đó, bây giờ chú khỉ này sẽ leo lên cái xe nè. Đó, rất là phá luôn. Đó, đang bẻ cái kính này các bạn. Đó, đang bẻ cái kính xe nè. Đó, rất là phá luôn, rất là nghịch ngợm luôn. Đó, rất là phá luôn. Các bạn nhìn cái đuôi của nó này rất là dài luôn á các bạn. Và khỉ này cũng rất là to luôn các bạn. Đó. Nói chung là mình đi lúc này thì người ta đang làm những cái nhà ở bên cái hàng ở bên bên khuôn viên tòa thánh này, cho nên khỉ không nó chạy vào bên trong hết rồi các bạn, chỉ còn ít con thôi. Khuôn viên của chùa tòa thánh thì rất là to, rất là rộng luôn các bạn. Bây giờ du khách đến đây rất là đông luôn các bạn. Và đứng một lúc thì mình có thấy chú này chở một chú cún nhỏ này các bạn, rất là đáng yêu và rất là xinh. Các bạn nhìn này, rất là cute luôn các bạn. Có màu hồng hai bên lỗ tai và cái đuôi màu hồng, nhìn rất là đẹp các bạn. Nhìn nó chạy lăng tăng, nhìn rất là đáng yêu luôn các bạn. Và nếu các bạn có dịp đi Tây Ninh thì các bạn cũng đừng quên ghé chùa Gò Kén và Tòa Thánh ở Tây Ninh nha các bạn. Và hôm nay mình chia sẻ cái video mình cũng xin kết thúc tại đây. Và nếu các bạn thấy thích thì cũng đừng quên ủng hộ mình nha, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và đừng quên rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của mình. Và mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình mới chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành nha. Mến chào các bạn.